Hôm nay là ngày đầu tuần, khách đến gần gần ở nhà Thành Tâm. Hiện tại thì đang có một nhóm khách đến cửa hàng để mà xem Vision nha cả nhà. Bạn đi cùng với gia đình đến xem một chiếc Vision màu xanh đen nha. Và bây giờ bạn nhân viên đang tư vấn về hồ sơ hữu tục nè, cũng như là các chính sách bảo hành của bên phía bên cửa hàng. Các bạn biết nha. À mà quên nữa, xe bên cửa hàng Thành Tâm là chuyên cung cấp các dòng xe lướt, nên khi mọi người muốn mua một con xe nào đó thì bên cửa hàng sẽ cho mọi người thử xe thoải mái nha. Bên cạnh đó thì cửa hàng cũng bao cho mọi người là xe máy móc, bao zin 100%, xe bao không đâm đụng ngập nước và bao test hãng luôn nha. Khách chốt Vision nha cả nhà, hiện tại thì cũng có hai anh chị khách đến cửa hàng để mà xem Atlas 150 ha. Chiếc này thì anh chị dặn xe trước, bên cửa hàng tìm xe. Thì hôm nay thì anh chị qua xem xe trước nha. Nếu được thì anh chị sẽ lấy xe luôn trong ngày hôm nay ha. Khách chốt AB nha mọi người. Lúc nãy thì cửa hàng đã chốt được một em Atlas 150 và một chiếc Vision màu đỏ nha mọi người. Bây giờ thì tiếp tục ha, là chốt của em Vision bằng tiền mặt nha cả nhà. Hiện tại thì bạn nhân viên đang tư vấn lại về hồ sơ nè, cũng như là chính sách bảo hành phía bên cửa hàng xe máy Thành Tâm ha. Vì cũng nhắc lại luôn là xe bên cửa hàng Thành Tâm là xe lướt nhưng mà sẽ có bảo hành đầy đủ cho mọi người. Bảo hành ở đây là sẽ bảo hành động cơ 6 tháng nè, ác quy 3 tháng nè, nồi lọc gió sẽ vệ sinh trọn đời cho mọi người nha. Đây, một chiếc Vision màu đen nhám mẫu cũ nha mọi người. Mẫu này mặc dù là đã bỏ mẫu rồi nhưng mà được rất là nhiều khách hàng tìm kiếm nha. Quy sơ về xe cho người xem ha. Chiếc này đi được 10.710 km nha. Ở đây cũng có hai bạn khách đang lên hồ sơ chiếc Winner V1 đen nhám mâm vàng đồng nha. Thì sau khi mà lấy thông tin xong thì bạn đang đợi thẩm định nha mọi người. Chiếc Vision đen nhám mâm vàng đồng, chiếc Winner đen nhám mâm vàng đồng này. Đây được xem là một khâu yêu thích bên phía cửa hàng xe máy Thành Tâm nha, là đếm tiền và in hợp đồng nha mọi người. Bạn nhân viên đang kiểm tra lại nha. Chốt Vision nha cả nhà. Anh chị nào mà đang muốn tìm kiếm cho mình một con xe lướt siêu ken, xe lướt thì đến ngay cửa hàng xe máy Thành Tâm nha. Ngay bàn công ty tài chính sách thì hiện tại đang có hai khách đang lên hồ sơ nha. Anh bên đây thì đang lên lấy thông tin và quét mã định danh nha mọi người. Còn chị bên đây thì lấy thông tin xong rồi và đang đợi là thẩm định nha. Phía bên đây thì cũng có hai bạn khách đang xem Vario và bạn cũng dự định là sẽ lên hồ sơ nha. Và ở cuối bên cửa hàng thì có hai bạn khách đến cửa hàng để mà mua da nớt nha. Khách đến cửa hàng để mua da nớt cho mọi người. Hiện tại thì hai bạn khách này đã đậu hồ sơ rồi nha. Và bây giờ thì hai bạn kỹ thuật đang vệ sinh xe lại và cà số khung số máy cho khách trước khi mà giao xe nha. Thì bên cửa hàng do có hàng bán xe lướt nên sẽ bao cho mọi người là phí sang tên quốc bộ. Thì mọi người lấy xe về cửa hàng sẽ giao một bộ hồ sơ gốc. Và bộ hồ sơ gốc này mọi người cũng ra bên công an đăng ký như xe mới nha. Đầu tiên là sẽ đóng phí trước bạ, sau đó là bắt biển số và đứng tên mình luôn nha. Chốt da nít đỏ nha cả nhà. Anh chị đậu hồ sơ nha cả nhà. Phút 80 trận đấu của anh chị quyết định ha, là chốt một em Vario màu vàng nha mọi người. Chiếc này vàng đen ra đường là bao nổi luôn nha. Trước khi giao xe thì bên kỹ thuật sẽ vệ sinh xe lại trước khi giao cho khách nha. Chốt online em Vision đỏ nha. Ngày hôm nay được xem là đại hội của Vision, vì hôm nay là cửa hàng chốt được tặng 3 Vision nha mọi người. Và biết khách hàng nào mà ở xa mà thích mẫu xe nào bên cửa hàng xe máy Thành Tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cửa hàng. Thì bên cửa hàng có dịch vụ là giao xe tặng nơi ha mọi người á, chỉ cần là liên hệ thôi. Thì bên nhân viên cửa hàng sẽ gửi mẫu nè, video hình xe nè, chi tiết hình xe nè, sau đó là giao xe tặng nhà cho quý khách hàng. Và trước khi giao thì bên cửa hàng cũng sẽ quấn keo lại để đảm bảo là xe ra đến nơi mà không hề có một vết chày xước nào cả. Quý khách hàng nào mà đang có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ cửa hàng xe máy Thành Tâm.